Quý cô bác tuổi Nhâm Dần kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, để giúp cho quý cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 biết được những điều quý cô bác cần phải làm tốt hơn và những điều quý cô bác cần phải tránh để tháng năm âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây đốn cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc hanh thông, tài lộc như ý, sức khỏe bình an. Và nếu như quý cô bác tuổi Nhâm Dần nắm bắt được cơ mệnh này thì sự nghiệp của quý cô bác có thể sẽ lội ngược dòng mà thăng hoa rực rỡ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về nhà, trúng số đổi đời, không những trả sạch nợ nần mà còn có thể phất lên làm đại gia, thiên hạ ai ai cũng phải ngưỡng mộ, trầm trồ. Và quý cô bác sẽ thong dong tận hưởng phúc khí cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết. Cuộc đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nghịch thiên đảo vận, liên tục đón vận may trúng số, đổi đời đại gia, sung sướng tột cùng, giàu sang phú quý, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Khi xem lá số tử vi của 12 con giáp tháng 5 âm lịch, năm Quý Mão 2023, thì thấy rằng con giáp tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, suốt thời gian qua đã vô cùng đen đủi, làm ăn chẳng được thuận lợi, suôn sẻ, tiền bạc thì cứ ra đi mãi chẳng thấy về. Nhìn đâu cũng thấy việc cần đến tiền, thiếu trước hụt sau, nợ nần chất đống, không biết còn có thể gắng gượng đến bao giờ. Nhưng theo lời tiên tri chính xác của thần đồng tiên tri Ấn Độ, ngay khi bước vào tháng 5 âm lịch, con giáp này sẽ được hưởng phúc lộc trời ban. Cát tinh cao chiếu thẳng mệnh, nhờ đó mà vận trình vô cùng hanh thông, làm ăn gấp 5, gấp 10, tiền tài cứ thế mà ào ào đổ vào túi, xây nhà to, sắm xe xịn, tậu thêm đất, trúng số liên tục, đổi đời đại gia, khiến thiên hạ đỏ mắt phát thèm. Vậy vận trình chi tiết sẽ diễn ra như thế nào? Con giáp này sẽ giàu có ra sao? Tất cả sẽ có trong luận giải chi tiết vận trình tháng 5 âm lịch, con giáp tuổi Nhâm Dần. Ngay sau đây, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu quý vị nhé! Cuộc đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, bất ngờ đổi vận, giàu to sung sướng, trúng số liên tiếp đúng tháng 5 âm lịch. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, mệnh kim, nạp âm là kim bạch kim, tức là vàng trang sức, là đồ vật gắn liền với cuộc sống con người, họ không bao giờ ngại lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Nhâm Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi này có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa, trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận phân tích một vấn đề một cách khoa học, logic, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời, đó là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì tuổi Nhâm Dần lại giải quyết rất nhanh chóng, lý do là bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào, họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy họ thường hay ra tay, bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Bản mệnh có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm thì họ lại là những người sống giàu tình cảm, họ thật thà chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi Nhâm Dần khi hứa điều gì, nhất định họ sẽ thực hiện, dù có gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối cũng sẽ không bỏ cuộc. Họ đặt danh dự uy tín của mình lên hàng đầu, bởi vậy tuổi này luôn được mọi người xung quanh tin tưởng và yêu quý. Trong cuộc sống, họ là những người biết lắng nghe, chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi này còn rất thông minh và tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp và địa vị cho mình. Nữ mệnh chủ tuổi này thích cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái,
không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì, đó là lý do tại sao họ có xu hướng kết hôn khá muộn. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên, động vật và những đứa trẻ. Đàn ông tuổi Nhâm Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực, vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí quyết tâm, tự thân lập nghiệp, họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc, ỉ lại vào ai. Bản mệnh khi còn trẻ đã ham học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng lứa, càng trưởng thành thì họ càng có đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng thì tuổi này sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa và uy quyền. Điều mà những người tuổi Nhâm Dần phải mất cả đời để học đó là cách kiềm chế bản thân, họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó, mỗi cơn nóng giận đi qua, hậu quả nó để lại không thể lường trước. Có lúc họ vô tư, yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc những chú hổ lại chán nản và buồn phiền. Trên phương diện tình bạn, bản mệnh dễ dàng kết nối được với những người tuổi Hợi, bởi lợn thì hiền lành, nhường nhịn, sẽ không bao giờ khiến hổ phải tức giận. Trên phương diện đối tác làm ăn, tuổi Nhâm Dần có thể hợp tác với người tuổi Tuất, tạo nên một mối quan hệ gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Nhâm Dần dự báo, tháng này của bạn phải gọi là đại cát, khi mà nguyệt lệnh và tinh tú đều đồng loạt ủng hộ bạn. Đầu tháng, thiên can bính hỏa tọa nguyệt lệnh sinh vượng, thiên tài gặp cát nên sự nghiệp có điểm thăng tiến. Cuối tháng bính hỏa tiếp nhận ngôi vương, đem tới các khí cho kiếp tài, ngũ ý đường công danh rộng mở. Ngoài ra, thái âm cát tinh che chở, người tuổi Nhâm Dần nên hợp tác với những người là nam giới thì sẽ được hỗ trợ nhiều. Bởi thái âm cát tinh vốn đại diện cho nam mạng và dương khí mạnh nên những người nam sẽ mang lại may mắn cho mạng chủ. Tháng này, nhân duyên vượng, người tuổi Nhâm Dần sẽ cảm thấy hòa hợp hơn với đối phương, những tranh cãi trước đó cũng không làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian tốt đẹp này. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện, dự báo tình hình nhân duyên trong tháng sẽ có nhiều biến động. Tình trạng sức khỏe của bản mệnh trong tháng không được mấy khả quan, có thể là do thời tiết quá nóng bức, bản mệnh nên chú ý hơn tới việc ăn uống và tập luyện để nâng cao sức khỏe. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Dần đầu tháng 5 âm lịch, sự nghiệp được cải thiện, thiên tài tinh được ủng hộ, sự nghiệp tiến triển khả quan. Bạn có lòng nhiệt tình với công việc, đức tính tốt bụng nên sẽ có nhiều quý nhân tương trợ, sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ với công việc tìm đến bạn. Bởi vì tài tinh đem tới lòng nhiệt thành vô bờ bến đối với công việc, dễ dàng, tay trắng tạo nên cơ đồ, có điểm trở thành nhân vật xuất chúng trong công việc tháng này. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp gặp vượng, người này có kiếp tài lâm cục mệnh, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào. Bạn có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước khó khăn, nên vận công việc tương đối là thuận lợi trong tháng. Tiếp theo là phương diện tài lộc. Đầu tháng Mậu Ngọ âm lịch, vận tài lộc của Nhâm Dần có sự che chở từ thiên tài tinh, người tuổi này có con mắt tinh tường của một nhà kinh doanh tài ba. Bạn biết thứ gì có thể đem lại lợi nhuận nhất, bạn cũng biết đâu là thời cơ vàng để gia tăng túi tiền của mình, đồng thời cũng có lá gan mạnh mẽ để nắm lấy cơ hội phát tài cho mình. Kiếp tài trong tứ trụ luận mang đại diện cho người Nhâm Dần, có thể thấy vận tài chính của bản mệnh tháng này sẽ có nhiều cơ hội lớn. Có thể một khoản làm ăn đầu tư lớn nào đó được người thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp mang đến, vận cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ trong tháng này. Tiếp theo là phương diện tình duyên. Lúc này, chuyện tình cảm thuận hòa, người có thiên tài tọa mệnh là người khá năng động và giàu lòng nghĩa hiệp, hay giúp đỡ và chăm sóc người khác nên được mọi người yêu quý. Bạn là mẫu người hoạt bát, giỏi đường ăn nói nên người độc thân thì nhân duyên vượng, người có gia đình thì đem đến không khí sôi động hơn trong nhà. Vào cuối tháng, kiếp tài tọa phượng địa, là người này thiếu đi lý trí trong cảm xúc, cuộc sống thường ngày hay nổi nóng thất thường, hành xử lỗ mãng, tự mình gây ra tranh cãi với người thân và bạn bè. Tình cảm bất ổn do chính bạn không làm chủ được cảm giác của mình. Về mặt tinh tú, cũng may là bản mệnh có thái âm tọa mệnh, lại lâm vượng khí nên khá tốt. Thái âm mang tới tính cách tích cực, thẳng thắn, sẵn sàng đốt cháy chính mình để cống hiến cho công việc hay tiền bạc, và ngũ hành cung mạng được ủng hộ nên bạn có tinh thần lạc quan nhất trong tim. Và đặc biệt, thái âm là tinh tú ghét sự cô đơn nên trong công việc và chuyện kiếm tiền, mạng chủ cần có sự hợp tác,
dung hòa với đội ngũ, đồng nghiệp thì bản thân mới phát huy được hết tài năng vốn có. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tháng 5 âm lịch, rơi vào tiết mang trùng, cơ thể sẽ đổ mồ hôi, hào khí thương tân nên hãy ưu tiên các thực phẩm như rau xanh, trái cây, ngũ cốc thô, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm nhiều dầu mỡ và gia vị cay nóng như hành, tỏi, tiêu, ớt. Một số thực phẩm có tác dụng hạ nhiệt tốt cho tiêu hóa có thể kể đến như là mướp đắng, cà chua, dưa leo hoặc măng tây, dâu tây. Đặc biệt, quý bà đang trong thời kỳ mãn kinh hoặc vừa ốm dậy thì không nên tiêu thụ thực phẩm có tính hàn để phòng ngừa phát sinh bệnh tật. Sau đây, mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp về vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 trong tháng 5 âm lịch. Tử vi tuần đầu tiên từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch. Thiên tài phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Nhâm Dần tiến triển suôn sẻ, kinh nghiệm và bản lĩnh giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng, giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác. Đáng tiếc, trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương khắc nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn trở nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ mặc những người thân thiết nhất. Song đào hoa vượng nên tinh thần của bản mệnh những ngày này luôn phơi phới, Nhâm Dần nên nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác để thấy rằng hạnh phúc vẫn luôn ở bên mình. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, Ý, Thị, Dậu. Tử vi tuần thứ 2, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 5 âm lịch. Theo tử vi tuần của 12 con giáp, thiên tài xuất hiện là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của người tuổi Nhâm Dần. Bạn gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua. Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi, khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm. Nguyệt lệnh sinh cho thấy, thời gian này, bản mệnh là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng, cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. Tử vi tuần thứ 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Nhâm Dần phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt trong tuần này. Bạn nên cẩn thận trong công việc, chớ nên lơ là để mắc vào bẫy của đối thủ, khiến công sức đổ sông đổ bể một cách đáng tiếc. Dù tình huống có rắc rối như thế nào, bạn cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan. Xét về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để bạn tiến bộ. Nó sẽ góp phần giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cũng như là mình cần khắc phục những điểm yếu nào. Chính tài vượng cho thấy, tình hình tài chính trong tuần khá là khả quan. Đây là điểm đáng mừng cho con giáp trong tuần. Kiếp tài cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn nhé. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuần cuối, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Nhâm Dần. Bạn có thể vô tình vướng vào rắc rối, đắc tội với kẻ tiểu nhân, do đó bạn cần tập trung vào công việc hơn, đừng tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó thì bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa. Bởi điềm báo trong tuần có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện, bạn không nên phụ thuộc vào ai và chủ động hơn trong mọi việc. May mắn là có thái âm cát tinh trợ mệnh, nên quý chủ Nhâm Dần vẫn có thể giữ được thế chủ động, tài chính không có biến động nhiều, cũng không mấy bị ảnh hưởng do tương hại. Nói chung, đây là một điểm sáng trong tuần cuối tháng này. Khi về nhà bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc. Đừng giấu mọi việc trong lòng khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để gắn kết quan hệ giữa hai người. Sự nghiệp
3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, xanh nước biển, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Dần. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.